Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 5 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tính đến trưa ngày 7 tháng 5, các tàu của Trung Quốc đã nhiều lần vào tàu cảnh sát biển Việt Nam khi tàu của Việt Nam làm nhiệm vụ ngăn cản Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. Mặc dù số lượng vẫn gia tăng nhưng dịch tay chân miệng đang được kiểm soát tại thành phố Hồ Chí Minh, còn tại Hà Nội nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết là rất cao. Chỉ trong vòng 4 tháng từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã lập khống hồ sơ rút ruột bảo hiểm y tế trên 19 triệu đồng. Trong phần tin quốc tế, điều tra của cảnh sát Hàn Quốc cho rằng một phần nguyên nhân gây ra vụ chìm phà Seoul là do đã chở theo khối lượng hàng hóa nặng gấp đôi quy định an toàn. Bà Yingluck Shinawatra đã bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết bãi nhiệm chức Thủ tướng tạm quyền do đã có tư lợi khi thuyên chuyển Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia vào năm 2014. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. 4 ngày sau sự kiện Trung Quốc tự ý triển khai giàn khoan HD981 tại lô 143 thuộc vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa của Việt Nam, vào chiều ngày hôm nay, 7 tháng 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức họp báo quốc tế lên tiếng chính thức về hành động ngang ngược này của phía Trung Quốc. Tại cuộc họp báo, đại diện lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cho biết phía Trung Quốc đã điều hơn 80 tàu, trong đó có nhiều tàu quân sự chủ động khiêu khích, tấn công, làm 8 tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư của ta bị hư hại. Đây là những hình ảnh do lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư ghi lại được, cho thấy những hành động ngang ngược, thách thức của tàu Trung Quốc. Theo đó, vào ngày 1 tháng 5, lực lượng kiểm ngư của ta đã phát hiện giàn khoan HD981 của Trung Quốc được hạ đặt trái phép tại vị trí thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong khi các lực lượng kiểm ngư của ta tiến hành ngăn chặn một cách hòa bình, thì hàng chục tàu Trung Quốc đã có hành động khiêu khích, dùng tàu đâm thẳng vào tàu Việt Nam, dùng vòi rồng công suất lớn nhắm thẳng vào tàu Việt Nam, khiến cho 8 tàu bị hư hỏng thiết bị, gây thương tích cho 6 kiểm ngư viên. Trung Quốc thường xuyên sử dụng từ 2 đến 3 tàu hải cảnh kèm một tàu kiểm ngư của Việt Nam để ngăn cản, đâm va, hút đẩy và hút nước áp lực cao làm hư hại đến 8 tàu kiểm ngư của Việt Nam. Nhiệm vụ trên biển có tàu kiểm ngư bị tàu hải cảnh đâm và hút đẩy nhiều lần, như tàu kiểm ngư 762 bị hút đẩy 9 lần vào các ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 và mùng 5 tháng 5 năm 2014. Theo đại diện cảnh sát biển Việt Nam, đến thời điểm này, Trung Quốc đã đưa trái phép đến hiện trường 80 tàu các loại tham gia bảo vệ giàn khoan HD981, trong đó có 7 tàu quân sự, gồm tàu hộ vệ tên lửa 534, tàu tấn công nhanh 733. Ngoài ra còn có 33 tàu hải giám, hải cảnh, ngư chính, tàu cá vũ trang. Bất chấp sự có mặt của tàu cảnh sát biển Việt Nam, các tàu Trung Quốc vượt trội về số lượng cùng với sự trợ giúp của máy bay trực thăng liên tục bao vây, đâm thẳng vào tàu của ta. Các tàu trang bị vũ khí đều được mở bạt và ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các tàu của ta bị đâm đến 9 lần, làm hư hại động cơ, thiết bị máy móc. Thậm chí, ngay 12 giờ trưa nay, tàu của Việt Nam vẫn tiếp tục bị tàu Trung Quốc đâm va, đe dọa ngay trên vùng biển của ta. Không những thế, số lượng tàu của Trung Quốc đang tăng lên theo từng ngày, khiến cho tình hình ngày càng căng thẳng. Như quý vị đã xem trên clip, là các cái tàu hải cảnh và các cái tàu bảo vệ của Trung Quốc chủ động đâm va vào các cái tàu của Việt Nam, gây hư hỏng và ảnh hưởng đến cái trang thiết bị của tàu Việt Nam. Vừa qua, lực lượng cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư hết sức kiên trì và kiềm chế. Chúng tôi tiếp tục bám trụ và giải quyết mọi việc ở trên biển, nhưng mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Nếu tiếp tục đâm vào chúng tôi thì chúng tôi cũng có những cái tự vệ tương tự để đáp lại. Tại buổi họp báo quốc tế tổ chức vào chiều nay, trước câu hỏi về việc liệu Việt Nam có đang quá nhún nhường khiến Trung Quốc lấn tới, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết đã tiến hành 8 cuộc làm việc với phía Trung Quốc, hiện tại đang đợi phản hồi của Trung Quốc. Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp, trong đó không loại trừ việc kiện ra tòa án quốc tế như Philippines đã làm để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, dựa trên chính sách xuyên suốt là giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.
Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí cho biết, tại vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, Việt Nam đã thăm dò từ những năm 1970, nhưng chưa có hoạt động khoan khai thác do vùng biển sâu đòi hỏi kỹ thuật cao. Do đó, Trung Quốc tiến hành thăm dò thì dễ, nhưng muốn khai thác thì khó hơn rất nhiều do cần xây dựng nhiều cơ sở trên biển. Hiện Việt Nam đã thông báo với các nước ASEAN và các nước liên quan về hành động xâm phạm chủ quyền, đe dọa an toàn, an ninh hàng hải của Trung Quốc. Các nước cũng đã lên tiếng lo ngại trước hành động này. Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 là một trong những công cụ pháp lý quan trọng để giải quyết các tranh chấp về biển đảo. Từ trước đến nay, mọi tranh chấp trên biển và thềm lục địa luôn được nước ta giải quyết thông qua pháp luật quốc tế, trong đó có công ước này. Mặc dù Trung Quốc cũng ký tham gia vào công ước này, song những năm qua liên tiếp có những hành vi vi phạm các nguyên tắc của luật biển 1982. Việc giàn khoan HD981 của Trung Quốc được kéo vào tác nghiệp tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thêm một lần nữa là minh chứng cho sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam. Theo quy định tại Điều 76 Công ước 1982, vùng biển quốc gia được chia làm 5 vùng. Trong đó, nội thủy là vùng nước nằm ở phía bên trong của đường cơ sở. Tại đó, quốc gia ven biển có chủ quyền như trên lãnh thổ đất liền. Lãnh hải được coi là đường biên giới quốc gia trên biển, là vùng biển rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở. Trong vùng này, các nước có chủ quyền tuyệt đối đối với đáy biển, lòng đất và vùng trời. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển 24 hải lý tiếp liền với lãnh hải. Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển nằm tiếp liền với lãnh hải, có chiều rộng không vượt quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở. Tại đây, quốc gia ven biển có quyền thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, có quyền tài phán trong việc lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình, nghiên cứu khoa học về biển. Do đó, việc Trung Quốc tiến hành đặt giàn khoan HD981 vào trong vùng đặc quyền kinh tế và quyền lục địa của Việt Nam mà không được sự đồng ý của nhà nước Việt Nam là vi phạm luật pháp quốc tế, cụ thể là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc là một bên đã ký kết. Động thái đưa giàn khoan HD981 của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vấp phải sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Và trong ngày hôm qua, chính phủ Mỹ đã cho biết nước này đang cho gấp rút điều tra hành động này, đồng thời lên án việc lắp đặt giàn khoan là bước đi khiêu khích cần được theo dõi sát. Phát biểu với báo giới ngày 6 tháng 5, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki cho biết, chính phủ Mỹ lên án động thái lắp đặt giàn khoan dầu nước sâu HD981 của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cảnh báo Washington đang cho gấp rút điều tra vụ việc. Do tình hình căng thẳng gần đây ở Biển Đông, quyết định của Trung Quốc vận hành giàn khoan trong vùng biển tranh chấp là bước đi mang tính khiêu khích và không giúp ích cho việc duy trì hòa bình cũng như ổn định trong khu vực. Các bên đòi hỏi chủ quyền cần làm rõ tuyên bố của họ phù hợp với luật pháp quốc tế và đạt được thỏa thuận về những cách thức hoạt động được phép tiến hành trong các khu vực tranh chấp. Bà Jen Psaki cũng cho biết thêm, sự tái diễn những căng thẳng ở Biển Đông đã nêu bật thực tế về việc cần làm rõ những tuyên bố chủ quyền ở khu vực và Mỹ đang xem xét thận trọng vấn đề này. Cùng ngày phát biểu với báo giới tại Hồng Kông, Trung Quốc, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell cũng xác nhận Mỹ đang xem xét kỹ vụ việc và cho rằng việc mỗi nước có tuyên bố chủ quyền thể hiện sự thận trọng và kiềm chế là điều hết sức quan trọng. Ngư dân huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi cho biết họ đang gặp rất nhiều cản trở trên đường tiến ra ngư trường Hoàng Sa kể từ khi giàn khoan HD981 cùng tàu quân sự của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và phóng viên VTC14 đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Quốc Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn để có thêm thông tin chi tiết. 13 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2014 thì tàu ngư dân chúng tôi đang khai thác hải sản trên quần đảo Hoàng Sa. Khi đi từ Lý Sơn di chuyển ra Hoàng Sa khai thác thì đi ngang qua khu vực là Tri Tôn thì phát hiện là những con tàu chiến của Trung Quốc và một số tàu trắng là của cảnh sát biển của Trung Quốc và một cái tàu rất là lớn đang là kéo một cái giàn khoan là lớn nhất mà so với ngư dân chúng tôi thường gặp của giàn khoan Việt Nam tại Vũng Tàu thì phải lớn gấp 3 lần. Đấy, là kéo xuống là phía nam của đảo Tri Tôn cách 17 lý và khu vực này thì khi ngư dân chạy ngang khu vực này để đi ra Hoàng Sa khai thác và Trung Sa khai thác thì gặp tàu chiến của Trung Quốc ngang cản, rượt đuổi không cho ngư dân chúng tôi tiếp cận gần những cái giàn khoan
và ngư dân đã báo về cho nghiệp đoàn và nghiệp đoàn đã kịp thời như là báo cáo với các cơ quan chức năng để báo cáo lên là chính phủ để có cái biện pháp và có cái vấn đề là can thiệp đối với việc làm vi phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc. Qua những cái việc làm trên của Trung Quốc thì chúng tôi thấy nếu mà để bị lâu bị dài á thì sẽ là ảnh hưởng đến con đường di chuyển từ bờ mà ra Hoàng Sa khai thác, thì đây là một cái vấn đề gây chướng ngại khó khăn cho ngư dân chúng tôi. Sau khi là khi chúng tôi đi thẳng ra đây thì bị buộc phải đi vòng, không được đi gần. Chúng tôi vẫn vận động ngư dân là quyết tâm kiên trì để bóp biển Hoàng Sa để khai thác hải sản mưu sinh, đồng thời cũng là góp phần có sự duy trì của ngư dân chúng tôi, những con tàu của ngư dân chúng tôi, sự hiện diện của những ngư dân chúng tôi ngày đêm bóp biển là để khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Vào ngày hôm nay, kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tại sân vận động trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, các lực lượng quân đội Việt Nam đã có màn diễu binh trong tiếng quân nhạc hào hùng đầy tự hào cùng tình cảm sâu sắc của nhiều thế hệ người dân Điện Biên và người dân cả nước. Phần biểu diễn nghệ thuật mở màn với sự tham gia của 500 nghệ sĩ diễn viên tái hiện sự nỗ lực, hy sinh gian khổ, ý chí ngoan cường của người dân Việt Nam trong trận quyết chiến với thực dân Pháp, tạo cảm xúc mạnh mẽ cho người xem. Ngay sau đó, lễ diễu hành của nhiều lực lượng đã được diễn ra, trong đó có khối binh chủng đặc công, lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam và mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ cùng nghi thức dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Đồi A1. Đúng 60 năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, đội quân 55.000 người dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh bại đội quân hùng mạnh của một cường quốc châu Âu. Lịch sử thế giới đã khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những trận đánh vĩ đại nhất thế kỷ 20 và khởi nguồn cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhiều dân tộc. Một trận lốc xoáy vừa xảy ra tại huyện Đạ Hoai của tỉnh Lâm Đồng vào chiều tối ngày hôm qua đã làm hư hại 36 căn nhà dân, trong đó 20 căn nhà tốc mái hoàn toàn. Nhiều trụ sở và nhà xưởng cũng bị hư hỏng bảng hiệu và cửa kính. Mưa to kèm theo gió mạnh đã làm đứt một số đường dây điện thoại, ảnh hưởng đến khả năng vận hành của hệ thống thông tin liên lạc. Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương giúp người dân cưa cắt các cây ngã đổ, lợp lại nhà cửa. Và đến tối cùng ngày thì các hộ bị tốc mái đã được sửa chữa và lợp lại. Các tuyến đường giao thông được thông tuyến đi lại dễ dàng. Mỗi hộ dân bị thiệt hại được hỗ trợ 3 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, với hiệu quả trên 60% thực hiện tiêm vét, tiêm bù vaccine sởi trong thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh hiện đã không còn gia tăng thêm bệnh nhân sởi tại các bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, việc cách ly tránh lây lan vẫn được thực hiện chặt chẽ tại khoa điều trị của các bệnh viện. Tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, các giường bệnh sởi chỉ còn dừng lại khoảng 50 bệnh nhân trong nhiều ngày qua. Khoa nhiễm bệnh Viện Nhi Đồng 1 cũng chỉ còn khoảng hơn 40 bệnh nhi tiếp tục được điều trị cách ly. Các trường hợp biến chứng nặng không tăng. Đây là dấu hiệu tích cực của thành phố khi mà số lượng bệnh sởi đã ngưng lại. Tuy nhiên, điều cần quan tâm sau dịch sởi là tình trạng thể chất của trẻ. Nếu không được đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, trẻ bị sởi thường sẽ còi cọc, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng xấu đến thể trạng và sự phát triển của trẻ sau này. Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có kế hoạch tiếp tục triển khai tiêm vét, tiêm bù vaccine cho trẻ từ 2 đến 10 tuổi. Dịch bệnh tay chân miệng đang diễn ra tại hầu hết các tỉnh thành phố. Tuy số người mắc bệnh ở mức thấp hơn so với năm 2013, song tại một số nơi, số người mắc bệnh đang gia tăng nhanh chóng và nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng. Đến nay, cả nước đã ghi nhận 17.410 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó 2 bệnh nhân đã tử vong. Tại Hà Nội, bệnh tay chân miệng đã xuất hiện rải rác với gần 200 trường hợp. Nhằm chủ động ngăn chặn dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc bệnh và tử vong, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo việc cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Các cơ sở y tế cần phân loại cách ly nhằm ngăn ngừa lây chéo trong bệnh viện, đặc biệt là các cơ sở y tế tại các địa phương có số người mắc bệnh cao như là thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu hay Cà Mau. Với hơn 2.600 trường hợp mắc chân tay miệng từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trong những địa phương phải đối mặt với nguy cơ lớn về bùng phát dịch trên cả nước. Dự báo trước được tình trạng này thì ngay từ đầu năm, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều phương án nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, trong đó quan trọng là việc phân tuyến tránh quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14.
10 tháng tuổi. Cháu bé này hiện đang được theo dõi điều trị bệnh tay chân miệng độ 3 với biến chứng cao huyết áp. Đây là trường hợp nặng nhất tại khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay. Hiện tại, có khoảng 50 bệnh nhân nhập viện điều trị tại đây. Tại một số bệnh viện khác như Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhiệt đới cũng có số lượng bệnh nhân tương tự. Con số này bắt đầu có chiều hướng gia tăng khi bệnh đã vào mùa. So với năm 2013, ở thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã tăng 28% bệnh nhân tay chân miệng. Theo các chuyên gia, dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng cho đến hết tháng 5. Tuy nhiên, đây chưa phải là đỉnh dịch cao nhất, mà dịch bệnh sẽ đáng lo ngại hơn khi đỉnh dịch bước vào lần thứ hai từ tháng 9 đến tháng 12 với chủng virus EV71 gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Đầu thì nó không có sốt không có gì hết, chỉ có nổi trong miệng giống như là nổi đèn vậy, bình thường thôi. Rồi tới khoảng ngày thứ ba nó mới bắt đầu sốt. Đôi khi người ta vào tay chân miệng thì mình để ý lòng bàn tay và lòng bàn chân đúng không? Nhưng này không có biểu hiện gì hết, chỉ có mọc mới lốt ở bờ vai mình thôi nè. Đó. Thế mà nó mọc rồi xong rồi nó siêu siêu cái miệng thâm thâm rồi đó. Chứ nó không có bong bóng không biết gì hết. Những cái đợt dịch lớn ví dụ như năm 2011 thì nó kéo dài suốt, nhưng mà năm sau nó cái đỉnh sau nó cũng cao hơn. Mà cái điều quan trọng hơn nữa mấy năm nay mình theo dõi đó là cái đỉnh sau thường thường là cái con EV71 á, nó tỷ lệ nó cao hơn. Thành ra mình phải dồn cái lực mình phòng ngừa từ bây giờ nè, mình huấn luyện từ bây giờ nè. Nếu mà nhân viên với lại bệnh nhân người ta hiểu được, người ta làm tốt thì cái đỉnh dịch sau nó sẽ giảm xuống. Dự báo được tình hình này, ngay từ đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các biện pháp ứng phó, tập huấn cho các bác sĩ, nhân viên y tế. Đồng thời, có sự liên hệ thường xuyên với các bệnh viện tỉnh để phối hợp điều trị và phân tuyến, tránh tình trạng quá tải và lây nhiễm chéo tại bệnh viện tuyến trên. Theo các bác sĩ, cho đến nay, dịch tay chân miệng ở thành phố Hồ Chí Minh cơ bản được kiểm soát. Thì cho tới hiện nay thì tôi rất là hài lòng. Tại vì tôi biết được, tôi có liên hệ với một số đồng nghiệp của mình ở miền Nam á, họ lọc máu được, họ thở máy được, họ chống sốc được, họ phát hiện sớm được. Thì cái nỗi lo mà bệnh nhân mà dồn lên á thì sẽ giảm bớt nhiều so với cái năm 2011. Những cái nguồn lực mà tại bệnh viện á thì thuốc thì mình chuẩn bị rồi, nhân sự thì mình đào tạo rồi, còn những cái máy móc á thì mình sẽ điều từ chỗ khác tới, rồi những cái dụng cụ là theo dõi đó thì mình đã chuẩn bị rồi, nghĩa là tới đâu mình phải làm tới đó thôi. Điều khiến bệnh khó kiểm soát là không có vaccine phòng bệnh, không có thuốc đặc trị. Do đó, việc quan trọng nhất để khống chế sự lan rộng của dịch bệnh là phòng chống. Tuy nhiên, việc phòng chống không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế, mà bản thân mỗi gia đình cần trang bị các kiến thức cơ bản để phòng chống bệnh. Việc rửa sạch tay, giữ gìn vệ sinh, ăn uống sạch sẽ và cung cấp đủ dinh dưỡng sẽ là những biện pháp phòng chống tích cực mà phụ huynh cần thực hiện để bảo vệ con em khỏi sự tấn công của dịch bệnh, đặc biệt khi thành phố sắp bước vào đỉnh dịch. Dịch sốt xuất huyết cũng đang có nguy cơ bùng phát khi mà tính từ đầu năm đến nay, trên cả nước đã có gần 8.000 trường hợp với 4 ca tử vong. Và các chuyên gia cảnh báo, nếu không thực hiện công tác phòng dịch hiệu quả, bệnh sốt xuất huyết cũng dễ dẫn tới tử vong do hiện chưa có thuốc đặc trị, cũng như rất dễ bị chẩn đoán sai. Gia đình chị Thủy, sống ngay cạnh Hồ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, đã hơn chục năm nay. Sống gần không gian ô nhiễm môi trường, nhưng không vì thế mà chị không xót xa mỗi khi xuất hiện những vết muỗi đốt trên người đứa con mới 5 tháng tuổi của mình. Môi trường rất là bẩn thỉu mà rất là nhiều muỗi. Vào những lúc giao mùa như thế này là muỗi lên rất là nhiều. Mà trẻ con ở đây là không đảm bảo về cái độ vệ sinh an toàn. Hàng chục năm nay, Hồ Linh Quang đã dần biến thành một bãi rác khổng lồ. Và nó đã trở thành nơi trú ngụ của vô vàn nào muỗi và long quăng. Nếu mà để như thế này thì quá ô nhiễm và nhất định là nó sẽ sinh ra dịch bệnh. Nhưng có cái đợt phòng dịch phòng riêng mà phường tổ chức phun thuốc là gọi như là cũng phải phun hết. Phun nhưng mà chỉ được vài ngày, một tuần hoặc là vài ngày là coi đâu nó lại vào đấy. Không ai biết, chỉ trong vài ngày tới hay vài tuần tới, đây có thể là nơi bùng phát các ổ dịch sốt xuất huyết hay không. Khi mà trên chính địa bàn quận Đống Đa này ghi nhận nhiều số ca mắc sốt xuất huyết nhất từ đầu năm đến nay. Năm 2013, Hà Nội đã có trên 1.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết.
Còn tính từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 37 ca bệnh sốt xuất huyết tại khoảng 1/2 số quận huyện trên địa bàn. Từ tháng 4 đến tháng 11, tức là cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn có một lượng mưa đáng kể, rồi cái sự phát triển của muỗi nó sẽ điều kiện nó phát triển cái muỗi Aedes aegypti và cùng với cái việc điều hành virus thì có muỗi này, có căn nguyên là virus này, có muỗi này và cái khối cảm thụ là con người thì nó sẽ gây dịch. Vấn đề phòng chống sốt huyết ở đây là thu gom phế thải và chúng ta phải lật úp những cái ống, những cái chum, những cái vại, những cái bể cây cảnh cần thiết để chúng ta phải thả cá hoặc là phải cho các cái lật úp tất cả những cái mà không cần thiết để tránh có cái nước đọng, thì đấy là cái nơi sinh sản của muỗi, sinh sản của loang quang. Bài học từ dịch sởi vừa qua cho thấy ngành y tế Hà Nội cần đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền phòng dịch bệnh trong nhân dân. Và nếu như các cơ quan chức năng không nhanh chóng xử lý các điểm đen về rác thải, phế thải thì rất có thể dịch bệnh này sẽ quay trở lại hoành hành trong thời gian tới. Sau vụ việc sao chép hàng ngàn kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, mới đây ngành y tế Hà Nội lại đang phải đối mặt với một vụ bê bối mới khi cán bộ Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội lập khống hồ sơ nhằm rút ruột bảo hiểm y tế, lấy thuốc sử dụng cho mục đích cá nhân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14 trong chiều ngày hôm nay. Đây là một vài mẫu giấy tờ trong tổng số 49 hồ sơ được ghi nhận làm khống thẻ bảo hiểm y tế tại phòng khám tự nguyện của Trung tâm Cấp cứu 115. Chị Lê Thị Thu Hương, dược sĩ tại trung tâm này thừa nhận, trong vòng 4 tháng từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014, trung tâm này đã rút ruột lên đến 19 triệu đồng của Bảo hiểm Y tế Hà Nội. Do chị Nguyễn Thị Hảo chỉ đạo cho tôi và cô Lan Hương cùng làm. Thỉnh thoảng thì chị sang phòng lấy thuốc, ấy, lấy thuốc mang về, xong rồi bảo chúng tôi là cứ lấy tờ phơi thuốc bảo hiểm y tế. Sau đó thì chị mang cho tôi các tờ phơi đã có sẵn chữ ký của bác sĩ, bảo chúng tôi viết vào, ấy, xong rồi mang xuống thanh toán bảo hiểm. Chị đã nộp lại tiền như thế nào và đó là tiền đó thì ở đâu ra? Số tiền thì một nửa là ông giám đốc Trần Văn Nam đã đưa cho tôi khoảng hơn 8 triệu đồng, còn đâu là bảo tôi đóng, sau đó thì sẽ bảo là các chị Hằng, chị Hảo sẽ đưa lại tiền cho tôi. Sau bây giờ chị đã nhận được số tiền đưa lại chưa? Tuy đã 3 lần làm tường trình và nhận trách nhiệm của bản thân khi gây ra sai sót này, nhưng chị Hương vẫn một mực cho rằng mình bị ép buộc. Lúc đầu thì bên ban giám đốc thì cứ ép một mình tôi nhận, xong là sau đó bắt tôi xin chuyển sang phòng khác. Tôi nghĩ đơn giản như thế thì chú cứ ông Nam giám đốc thì ông cứ nhiều lần gọi tôi sang và ép tôi viết như thế. Xong rồi tôi nhận xong là đến một thời gian lại bắt tôi viết đơn xin nghỉ việc. Thế tôi bức xúc quá, tôi cũng quay lại để viết lại bản tường trình để trình bày lại sự việc. Trong khi đó, lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội khẳng định không có cá nhân nào có thể ép buộc chị Hương phải nhận khuyết điểm của mình. Các cái bản tường trình và bản kiểm điểm của cá nhân dược sĩ Lê Thị Thu Hương đều do dược sĩ Lê Thị Thu Hương mà viết, cũng như là làm bản kiểm điểm, đồng thời trực tiếp ký nhận vào các cái phiếu mà nộp tiền tại tài chính kế toán của đơn vị đối với lại số tiền thuốc đã lấy. Tại buổi làm việc chiều nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng xác nhận toàn bộ sự việc trên là có thật. Tuy nhiên, chưa có bất cứ thông tin nào rõ ràng. Chỗ Sở Y tế đánh giá đây là có những sai phạm và ở mức độ xử lý kỷ luật, mức độ xử lý rút kinh nghiệm thật sâu sắc cho đối với các cán bộ. Và đối với cán bộ mà chủ mưu trong việc này thì đã dùng hình thức xử lý kỷ luật. Chứ mình cũng giữa Hoài Đức với đây mình để so sánh nhau cái mức độ nào thì nó cũng khó. Nhiều người đã đặt câu hỏi, phải chăng Sở Y tế Hà Nội đã không kiên quyết xử lý cán bộ trong các vụ việc sai phạm sau vụ sao chép kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, để các sai phạm khống hồ sơ, rút ruột bảo hiểm y tế tiếp tục tiếp diễn và càng ngày càng có thủ đoạn tinh vi hơn, mức độ nghiêm trọng hơn. Hiện Công an Kinh tế thành phố Hà Nội đã chính thức vào cuộc điều tra vụ việc. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Tính đến sáng ngày 7 tháng 5, số người được xác nhận là đã chết trong thảm họa chìm phà Sewol đã tăng lên 268 người, hiện còn 34 người mất tích. Trong khi đó, dư luận Hàn Quốc khá sốc khi mà nguyên nhân chính của thảm họa đường thủy thời hiện đại của nước này đã được công bố.
Theo hãng tin Yonhap, vào ngày 7 tháng 5, các nhân viên cứu hộ sẽ tiếp tục thực hiện công việc tìm kiếm những người bị mất tích trong vụ chìm phà Sewol trong bối cảnh thời tiết vùng biển Tây Nam Hàn Quốc khá thuận lợi. Lực lượng của Cảnh sát biển, Hải quân và các thợ lặn dân sự đã mở đường vào 64 khoang trên con phà, những nơi được cho là có người khi tai nạn xảy ra. Theo kế hoạch, sau khi tìm kiếm toàn bộ 64 khoang, các thợ lặn sẽ tìm kiếm ở những khu vực công cộng trên phà như là hành lang, phòng ăn và hội trường. Cùng ngày, hãng tin CNN dẫn lời phát ngôn viên của Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, kết luận từ cuộc điều tra do cảnh sát và các công tố viên tiến hành cho thấy một phần nguyên nhân gây ra thảm họa hàng hải tồi tệ nhất thời bình của Hàn Quốc là do phà Sewol đã chở theo khối lượng hàng hóa nặng gấp đôi quy định an toàn. Bên cạnh đó, hàng hóa được buộc lỏng lẻo đã góp phần làm cho phà bị lật. Trong bối cảnh nhiều chiến dịch quốc tế đang được triển khai nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia bị mất tích, vào ngày hôm qua, Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu đã đưa ra các đề xuất nhằm khắc phục những nhược điểm của hộp đen máy bay. Một khi được Ủy ban châu Âu thông qua, những khuyến nghị này sẽ được áp dụng cho tất cả các thiết bị ghi âm tại 32 nước thành viên. Trong số các đề xuất có việc cài đặt thêm trên các hộp đen một tần số truyền tín hiệu mới nhằm tạo thuận tiện cho việc xác định vị trí các máy bay bị mất tích. Cơ quan này cũng mong muốn tăng tuổi thọ pin của pin từ 30 lên 90 ngày, cũng như tăng độ dài của băng ghi âm. Hiện nay độ dài của băng ghi âm trên buồng lái chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ. Ngày nay, khi mà các dữ liệu được ghi lại trên băng từ, khả năng ghi âm đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia, thì khả năng ghi âm như thế vẫn còn quá ngắn. Bởi như vậy, nếu một chuyến bay dài 7 giờ như chuyến bay MH370 có sai phạm gì bắt nguồn từ buồng lái, kể cả hệ thống ghi âm hoạt động tốt, thì những gì quan trọng diễn ra cũng không được ghi lại đầy đủ. Mỹ và Liên minh châu Âu đã vừa nhất trí áp đặt thêm các lệnh trừng phạt Nga như một động thái nhằm phản ứng trước tình trạng bất ổn đang diễn ra tại miền đông Ukraine. Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tham dự một cuộc họp với Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại Catherine Ashton ở Washington DC, thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Sau đó thì tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ, các nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của việc gia tăng các biện pháp trừng phạt với Nga nếu như nước này còn tiếp tục những động thái gây bất ổn cho tình hình Ukraine. Mỹ và EU cũng hối thúc Nga tuân thủ những cam kết đã đưa ra tại Geneva vào ngày 17 tháng 4 vừa qua với Mỹ, Liên minh châu Âu và Ukraine, bao gồm việc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để buộc các tay súng được cho là thân Nga tại miền đông Ukraine giải pháp vũ khí, tham gia một cách hòa bình và tiến trình chính trị của Ukraine. Ngày hôm nay, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Dinglak Sinawatra đã bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết bãi nhiệm chức Thủ tướng trong vụ kiện bà Dinglak thuyên chuyển Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia vào năm 2011 vì lợi ích của đảng phe thai. Theo phán quyết, thì bà Dinglak đã không công tâm và tìm kiếm những lợi ích cá nhân khi thực hiện vụ tuyên chuyển này. Phán quyết của tòa án có hiệu lực ngay lập tức và không phúc thẩm. Cùng bị bãi nhiệm với bà Dinglak còn có những nhân sự trong nội các Thái Lan vào thời điểm tháng 9 năm 2011, thời điểm vụ tuyên chuyển xảy ra. Theo BBC, thì nội các Thái Lan vào ngày hôm nay đã chỉ định Bộ trưởng Thương mại Niwa Thumrong Bun Song Phai San làm thủ tướng tạm quyền thay thế cho bà Dinglak. Trong khi những người biểu tình chống chính phủ tỏ ra vui mừng thì phán quyết này có thể làm dấy lên làn sóng biểu tình của phe áo đỏ, những người luôn dành sự ủng hộ chính phủ hiện nay tại Thái Lan. Ngày hôm qua, sau khi thừa nhận nhóm phiến quân Boko Haram đã bắt đi thêm 8 nữ sinh nữa, sức ép từ người dân và cộng đồng quốc tế trong việc giải cứu hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc 3 tuần trước đối với chính phủ Nigeria càng tăng lên. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Tổng thống Nigeria đã chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ sau các cuộc nói chuyện qua điện thoại hôm thứ Ba với Ngoại trưởng John Kerry. Theo đó, Đại sứ Mỹ ở Abuja đã chuẩn bị gửi đi một nhóm phối hợp bao gồm các giới chức thi hành luật và nhân viên quân sự của Mỹ. Một đội liên ngành, đây là điều mà họ đã thảo luận trên điện thoại, là có thể cung cấp chuyên gia về tình báo, điều tra và đàm phán về con tin, giúp đỡ tạo điều kiện chia sẻ thông tin và cung cấp sự hỗ trợ cho nạn nhân. Cùng lúc, Ngoại trưởng Anh William Hague khẳng định Anh sẽ có các biện pháp thực tế để giúp Nigeria tìm kiếm và giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc. Hiện tại, nơi giam giữ các cô gái chưa được xác định. Các cuộc biểu tình nổi ra ở Nigeria và trên toàn thế giới đang gây sức ép đến chính phủ sở tại trong việc tìm kiếm các cô gái. Cha mẹ của những nữ sinh bị bắt cóc vô cùng hoảng loạn, họ buộc tội các cơ quan chức năng phản ứng quá chậm chạp. Cộng đồng quốc tế cũng biểu tình ở nhiều thành phố lớn với khẩu hiệu "Hãy trả lại các cô gái cho chúng tôi".
Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.